cách gửi và nhận token Split. Trong hướng dẫn ngắn này, chúng tôi sẽ trình bày cách tiến hành giao dịch với token Split. Chú ý, để nhận giao dịch, trên tài khoản ví của bạn phải có Coin Smart. Hãy mở ví của bạn ra. Trên màn hình chính, hãy tìm Split và nhấn vào nó. Để gửi token, hãy nhấn nút Send. Hãy nêu địa chỉ ví mà bạn muốn gửi token tới và số lượng giao dịch. Xác nhận thao tác. Một màn hình mở ra với thông báo rằng giao dịch đã được thực hiện thành công. Để nhận token Split, hãy nhấn nút GSIP. Trên màn hình hiện ra, bạn sẽ thấy địa chỉ ví của mình. Bạn có thể sao chép nó, cũng như địa chỉ dưới dạng mã QR. Chỉ cần nhấn vào chúng là có thể sao chép địa chỉ và mã QR. Bạn cũng có thể ghi ngay số lượng token muốn nhận và gửi mã QR cho người mà bạn muốn nhận giao dịch từ họ. Khi người dùng quét mã QR, trên màn hình của họ sẽ ngay lập tức hiện số lượng mà bạn đã yêu cầu. Chú ý, bất kỳ giao dịch rút token Split nào, thậm chí nếu đó là một Split trên 1.000, sẽ đều làm tính lại tuổi thọ của mọi token. Nếu bạn có thắc mắc, xin hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ và chúng tôi xin hân hạnh giúp đỡ bạn. Xin chúc bạn công việc thành công.